Hello，Hello，hello, 大家好，Hello，大家好，欢迎各位同学来到范世藻老师的直播哈。xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với hành trình 21 ngày chinh phục tiếng Trung cùng với cô Thảo ha. Hôm nay là buổi của cô Thảo và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng làm gì đây? Hôm nay thì chúng mình đã đi được một nửa chặng đường rồi và hôm nay mình sẽ cùng hệ thống lại kiến thức của phần 1 trong phần cơ bản 1 của chúng mình ha. Hả, đây, chúng mình khai始 hả? Để chúng mình cùng bắt đầu. Đầu tiên cô xin được giới thiệu một chút cho những bạn mà lần đầu tiên nhìn thấy cô Thảo đúng không? Thì cô xin được tự giới thiệu, cô tên là Phạm Thảo. Trước đây thì cô tốt nghiệp Đại học Hà Nội khoa tiếng Trung và hiện tại thì cô đang học thạc sĩ tại trường Đại học Sư phạm Chiết Giang. Đam mê của cô là dạy và học tiếng Trung. Từ nhỏ thì đã yêu thích tiếng Trung qua những bộ phim trường rồi này. Đấy, nên là lớn lên khi bây giờ lớn lên thì tiếp tục theo sự nghiệp là để tiếp tục theo đuổi đam mê tiếng Trung thì cô quyết định là trở thành một người giáo viên tiếng Trung và cô rất là happy vui vẻ khi mà các bạn luôn yêu thích này và muốn học tiếng Trung và muốn trở nên giỏi tiếng Trung. Cho những bạn chưa biết thì hoặc là có những bạn thì đã biết rồi thì mình vẫn sẽ nói lại một chút về văn hóa học tập 4S. Đây là văn hóa học tập xuyên suốt tại Hikado ha. Thì đầu tiên là văn hóa sổ bút nước đúng không? Đấy, cô lúc nào cũng có sổ này, có bút này. Và đây là nước của cô ha. Đó, lúc nào chúng ta cũng nên có sổ bút nước này để ghi lại những thông tin quan trọng này, uống nước để cho chúng mình có nhiều năng lượng hơn và tư duy mạch lạc hơn, đúng không? Tiếp là văn hóa của sự hiện diện, chúng mình sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để sẵn sàng, đúng không? Việc gì mình làm thì mình làm xong trước đi để mình tập trung trọn vẹn 100% vào cái buổi học của chúng mình và mình hãy tích tích cực tương tác cùng với giáo viên ha, để mình cảm giác như là mình đang học, mình đang trên một cái lớp thật ha. Rồi, tiếp theo là văn hóa của sự sẵn sàng. Sẵn sàng ở đây là mình đã chuẩn bị nội dung của buổi học rồi, mình đã xem lại video cũ và mình đã làm bài tập đầy đủ rồi đúng không? Thì các bạn đã xem lại video cũ chưa nhỉ? Nếu mà các bạn xem lại rồi thì các bạn comment xuống giúp cô nào. Em đã xem đúng không? Chúng mình phải phải biết được bài học cũ là học cái gì thì chúng mình mới có thể có tâm thế để bước vào bài học mới đúng không? Nào, chúng mình comment cho cô hai sự sẵn sàng xem nào. Đã sẵn sàng bước vào buổi học hôm nay chưa? Sẵn sàng. Rồi rồi, cô đã thấy rất nhiều bạn sẵn sàng đúng không? Vậy chúng mình sẽ tiếp tục ha. Rồi, tiếp theo là văn hóa của sự cam kết. Đúng là văn ôn võ luyện đúng không? Thì mình nhất là mình là một ngôn ngữ đúng không? Nó là một cái kỹ năng thì mình phải thực hành hàng ngày đúng không? Mình biết được câu nào thì mình cứ nói đúng không? Hoặc là mình vớ được bạn Trung Quốc nào, mình nói ít nhưng mà mình cứ tự tin nói đúng không? Đấy. Trong học ngoại ngữ thì việc tự tin là một việc hết sức quan trọng nên chúng ta cứ biết câu nào mình cứ nói thôi, sai thì sửa đúng không, sai thì sửa, chửa thì đẻ đúng không. Rồi tiếp, và chúng mình hãy đồng hành đến cuối khóa học để nhận được giá trị trọn vẹn ha. Rồi, đó chính là văn hóa học tập 4S của chúng mình. Rồi, đầu tiên trước khi bắt đầu bài học, như các bạn đã biết rồi đúng không, chúng mình phải làm gì nhỉ? Chúng mình phải khởi động đúng không? Vậy thì chúng mình sẽ cùng lắc lư vỗ tay theo bài hát sôi động dưới đây ha. Nào, chúng mình cùng bắt đầu cùng với cô Thảo ha. Nhà biết xà phúng ma là gì không nhỉ? Cô bé con khăn đỏ ấy. Bắt đầu đi đưa bánh cho bà ha. Khởi động của chúng mình đúng không? Chúng mình phải khởi động để tiết ra nhiều gì nhỉ? Endorphin đúng không? Endorphin. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu một chút về lộ trình học. Thì đầu tiên lộ trình là chúng mình đã cùng đi qua 5 buổi phát âm đúng không? Cùng với thầy Thụy và cô Linh à.
Và bây giờ chúng ta đang ở đây, chúng ta đang ở 14 buổi học bài khóa và từ vựng. Và cuối khóa thì chúng mình sẽ có buổi làm bài và chữa bài thi HSK1 để chúng mình cùng xem lại. Thứ nhất là mình qua phần làm đề thì mình sẽ cùng review lại kiến thức. Đấy, và mình cũng đo, đó là cái thước đo để đo lường xem cái quá trình vừa rồi mình đã học được những gì, đúng không? Đấy. Và ngoài kiến thức ra thì chúng mình được ăn, được nói, được gói mang về, đúng không? Mình còn có quà tặng. Quà tặng của chúng mình ở đây là bộ thẻ Flashcard siêu trí nhớ, giúp mình học học từ vựng tốt hơn, đúng không? Đấy, các bạn nhìn xem bộ bộ thẻ thì nó có hình ảnh rất là sinh động đấy, để kích thích não phải, đúng không? Để mình sẽ tiếp thu được hình ảnh đó một cách dễ dàng hơn và cầm đi rất là dễ dàng để mình học. Mỗi ngày mình học một số từ ít ít thôi. Thế ngoài ra thì còn có chứng chỉ hoàn thành khóa học của Hikado. Đó, tiếp theo nội dung buổi học xuyên suốt đó chính là, thứ nhất là game review này, thứ hai sẽ là tổng hợp kiến thức. Buổi hôm nay của mình sẽ là tổng hợp kiến thức, những buổi trước thì sẽ là bài mới, buổi này sẽ là tổng hợp kiến thức, đúng không? Rồi tiếp theo là game thực hành, rồi cuối cùng sẽ là bài tập về nhà ha. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chơi game review ha. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng để chơi game chưa? Nếu các bạn sẵn sàng thì comment 2 chữ S cho cô nào. Đại gia khơ điển sợi ha, cả nhà uống chút nước ha. Hả, đại gia chuẩn bị hảo là ma? Chuẩn bị hảo là ma? Hảo là? Hảo là ma? Hảo là chứ bà? Tôi thấy các bạn sẵn sàng rồi. Nào vậy thì chúng mình cũng bắt đầu ha. Game review để chúng mình làm gì nhỉ, các bạn biết không? Game review là gì nhỉ? Đó là game biến mất đúng không? Mình sẽ có một loạt các từ và sau quá trình mấy giây đúng không? Mình ghi nhớ thì từ đó sẽ biến mất để mình gọi tên từ đó ra, đúng không? Review là để ôn tập lại kiến thức. Thế chúng mình sẵn sàng, chúng mình cũng bắt đầu ha. Hảo, 我们有几秒呢? 我们有7秒, đúng không? Hảo, 那7秒开始 ha. Nào, từ nào biến mất thì các bạn nhìn, biết từ nào biến mất thì các bạn nói to lên và comment xuống giúp cô ha. Comment và nói thật to ra ha. Hảo, 那我们开始 ha. Hảo, 哪个词呢大家? 哪个词呢? 我们有5秒 ha. Chúng mình có 5 giây để comment ha. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 好,对了哈, 是,好,对,就是好, chính là từ hảo, đúng không? Từ hảo mình nhìn là đằng trước có bụng nữ này, đằng sau có bộ tử, đúng không? Đúng rồi, nếu mà người phụ nữ này mà đẻ được con trai thì là một điều rất là tốt, đúng không? Đấy. 好,那你们今天好吗,大家? 你们今天好吗? Hôm nay các bạn có khỏe không? Hôm nay các bạn có tốt không? Ngày hôm nay có phải là một ngày tốt với cả tốt đẹp với các bạn không? Hả, ta gia xin chia hảo mà. Ờ, hảo, sư bảo. Hả, lão sư dễ, hẳn hảo. Hả, nà, wo men kai shi di er ti ha. Chúng mình bắt đầu với câu thứ hai ha. Hảo, 哪个词呢大家? 哪个词, từ nào nhỉ? Hảo, 大家 comment 一下 ha. Các bạn thử comment xuống xem là từ nào ha. 我们有5秒. 5, 4, 3, 2, 1. Hảo, 答对了 ha. Trả lời đúng rồi, đó chính là 天安门. 对, 天安门. Hảo, 那请问 天安门在哪? 天安门在哪? 天安门 ở đâu nhỉ? 天安门在哪? 对,天安门在北京,对吧?在北京,好,那北京在哪?北京在哪? 北京在中国,对的哈,北京在中国,好,下一题哈,go tiếp theo. 好,哪个词呢大家? 哪个词? 对呢? 好,我们有5秒 哈。 5,4,3,2,1 好,我们有 身体,对,身体 好,身体 好,那你身体好吗? 你身体好吗? 身体很好,是吧? 好的,身体很好
Hoặc là ví dụ hôm nay mình bị mệt đúng không? Mấy hôm nay trời mưa rất là nhiều. À, mình thấy không được khỏe lắm. 我身体不太好. Hả? 好的. Hào, 哪个词呢大家有两个词是吧? À, có hai từ đúng không? Có hai từ là biến mất. Hào, 那我们有5秒. Chúng mình có 5 giây để comment ha. 5, 4, 3, 2, 1. Hào, 哪个词呢大家? Hào, 对了哈. 那是太和忙. 那你今天忙吗? 大家, 你今天忙吗? 我今天太忙了. Hôm nay tôi quá là bận luôn. À, hôm nay tôi bận lắm. Thay mắng là lơ. À, mình dùng thay thì nhiều có lơ ở cuối ha. Thay mắng là. Hảo đó. Hảo, chi suy hạt tiêu ủ thì câu tiếp theo nhé. Hảo, nào cái chữ nữa là cha, nào cái chữ nào. Hôm nay có 5 秒 ha. Chúng mình có 5 giây để comment. 5, 4, 3, 2, 1, 好嘞，好，那就是1, 6和 7 đúng không? À, chúng mình có cách là biểu thị số trên trên một bàn tay đúng không? Số từ 1 đến 10 trên một bàn tay. 这是 1, 对, 这是 1, 然后 这是 6 哈, đây là 6 đúng không? 然后 这是 7, 对, 1, 6和 7, 好的。Vậy là chúng mình đã đi review xong bài trước ha. Và hôm nay là buổi 12 của chúng mình. Và trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại kiến thức của phần 1 đúng không? Chúng mình có trong cơ bản 1 chúng mình có 2 phần. Và chúng mình đã đi xong phần 1. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng tổng kết lại kiến thức của phần 1 ha. Đây. Hào đó, nào, chúng ta bắt đầu phục xí xa đi ý khờ ha. Vậy thì chúng mình cũng review lại bắt đầu từ bài 1 ha. Bài đầu của chúng mình là bài Ní hò, ha, ní hò, đúng không? Khi mình mới bắt đầu làm quen với ai thì mình sẽ chào là ha, ní hò, xin chào, đúng không? Và đây mình thấy có hai từ là từ Ní và từ hò đều là thanh ba. Nhưng mà cái âm đằng trước mình đều là ní. Bởi vì khi mà hai âm thanh ba đi với nhau thì âm thứ nhất sẽ biến thành thanh hai đúng không? Nên mình sẽ đọc là ní hảo, đúng không? Ní hảo, đúng không? Bài đầu rất là đơn giản và không có chuyện gì đúng không? Không vấn đề gì hả? Tiếp bài 2 nào. Tiếp bài 2 thì là ní mắng ma, ní mắng ma, bạn có bận không? À, ở đây mình có từ ma, à, từ ma là từ để hỏi đúng không? Yes no question ha. Ní mắng ma, bạn có bận không? Đó, thì bạn ấy trả lời là khẩn mắng ha, khẩn mắng. Rồi, khẩn mắng. À, từ khẩn này mình có một khái niệm mới là phó từ ha. Phó từ thì sẽ đứng trước động từ hoặc là tính từ. Ví dụ phó từ này, hai phó từ trong bài này là để chỉ mức độ đúng không? Mức độ ở đây là rất rất bận. À, hả? Khẩn mắng. Hả? Na ni men mắng ma da jia ni men mắng ma. À, khẩn mắng chứ bà. Hả? Lão sư ye chỉ khẩn mắng đúng không? Khẩn mắng nhưng mà mình vẫn dành thời gian ra để học tiếng Trung. Đó là một điều rất tuyệt vời đúng không? Hả? Tiếp ha. Khai yuan nan ma? Hàn ngữ nan ma? À, tiếng Trung khó không? Bú tài nán. Hả? Không khó lắm đúng không? Thì mình đã có 3 mức độ rồi đúng không? Đầu tiên là hẳn này, hẳn, à, bú tài và bú, đúng không? Nì mắng ma? Wo hẳn mắng. Wo bú tài mắng. Wo bú mắng. À, thì đó là bài 2. Đấy, bởi vì những ngày mình đã học rồi, hôm nay mình chỉ đi lướt, mình review thôi ha. Đó. Tiếp bài tiếp theo là bài 3. Trong bài 3 mình có hai bài hội thoại nhỏ đúng không? Bài đầu tiên là bài 3.1 là xue hai ngữ, học tiếng Trung. Rồi, trong học tiếng Trung thì mình có này. Nǐ xue yīng yǔ ma? Nǐ xue yīng yǔ ma? À, từ xue đây là học đúng không? Đấy, trong một câu bình thường thì nó cũng là chủ ngữ này, động từ rồi đến tân ngữ đúng không? Nǐ xue yīng yǔ ma? À, bạn học tiếng Anh không? Bù xue xue hài ngữ, không, tôi học tiếng Trung. À, hả. Na wo men you you xue yīng yǔ này, mình còn có xue gì nữa nhỉ? Xue xue hàn yǔ này. À, xue xue phá yǔ. À, vậy thì học tiếng Việt là gì nhỉ? Học tiếng Việt là
哦，好，听见了，学越南语哈，学越南语，嗯啊，啊，第二名搞搞跳跳了，去北京吗？去北京吗？嗯，离北京空啊，离北京空，去吗？去吗？啊，có đi không？đúng không? Thì mình có thể thay những từ khác vào đây, ví dụ như là đi Hà Nội không? Chứ hứa này mà, chứ hứa này mà. À, hả? Đúng. Ừ, đúng hả? Đi Bắc Kinh à? Đúng. Rồi, đó là bài bài xứ hai vị. Hả? Tiếp bài 3.2 là bài Miếng Thiên Chiên. Hả? Miếng Thiên Chiên, ngày mai gặp. À, Miếng Thiên Chiên, ngày mai gặp. Rồi, câu đầu tiên là Nì chư yếu chứ chi xin mà? Nì chư yếu chứ chi xin mà? À, ở đây mình có từ chuyên là đi đâu đấy này, chuyên yếu chứ đúng không? Ở đây mình có từ yếu chứ là bưu điện đúng không? Anh nhớ phải bôi vào từ này nhưng mà bôi vàng quá sợ nhìn rít quá nên cô bôi vào từ trước ha. Chuyên yếu chứ đi bưu điện. Đi bưu điện làm gì nhỉ? Đi bưu điện. À, chi xin hả? Chi xin gửi gửi thư. Ở đây mình nhìn thấy có từ chi hả? Từ chi này là gửi đúng không? Khi mình gửi thì mình phải gửi vào một cái nơi có mái đúng không? Là mình gửi vào một cái nhà kho chẳng hạn thì nó phải có mái đúng không? Có bộ miên này. Xong rồi mình có từ ta là nơi đấy nó phải rộng rãi đúng không? Và thứ ba là khứa, trong từ khứa gì tức là có thể. Đấy, thì khi mình đi gửi đồ gửi thư thì người ta sẽ đưa vào một cái nhà, nhà đấy có mái này rất là to và có thể đựng được rất nhiều đồ. Đấy là từ chi. À, mà tha chư yếu chứ chua sở mà? Tha chư yếu chứ chua sở mà? Bạn ấy đi bưu điện để làm gì nhỉ? Bạn ấy đi bưu điện làm gì? Tha chư yếu chứ chua sở mà? À, tuệ tha chư yếu chứ chi xin. Tuệ tha chư yếu chứ chi xin. Đúng không? Đi bưu điện để gửi gửi thư. Tiếp. Hả, bú chư. Chư yến kháng chỉ chén. Chư yến kháng chỉ chén. Hả? Đi ngân hàng để rút tiền. Hả? Chỉ chén. Ở đây mình có chư này, chỉ này, chén này. Đấy, đều là những âm vật hơi đúng không? Chư yến kháng chỉ chén. Hảo. Na tha chư yến kháng chua sở mà? Tha chư yến kháng chua sở mà? Bạn ấy đi ngân hàng để làm gì nhỉ? Đi ngân hàng làm gì các bạn biết không? À, tuệ tha chư yến kháng chỉ chén. Tuệ tha chư yến kháng chỉ chén. Hảo đó. Mình thiên chiên. À, mình thiên chiên. Hảo đó. À, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. À. À, mình thiên chiên là ngày mai gặp ha, ngày mai gặp. Hảo, ở đây mình có từ chiên, à từ chiên là gặp đúng không? Mình có từ chiên là gặp. Rồi, thế thì rồi từ chiên là gặp, thế thì trước từ chiên bây giờ hiện tại đang là một từ mính thiên là chỉ thời gian đúng không? Chỉ thời gian. Thế thì ngoài chỉ thời gian ra chúng mình còn có thể thêm vào những từ chỉ địa điểm. Đấy, thêm vào từ chỉ địa điểm. Thế bây giờ cô đố các bạn nhé. Thế bây giờ là gặp ở ví dụ hai bạn cùng cùng rủ nhau đi làm thẻ nhưng mà nhà ngược nhau đúng không? Thế hẹn nhau là gặp ở ngân hàng nhá, gặp ở ngân hàng gọi điện mà gặp ở ngân hàng nhá. Thế thì gặp ở ngân hàng lúc này mình sẽ nói như nào nhỉ? Nào các bạn comment xuống cho các bạn có biết không? Các bạn có thể vận dụng được cái mình học sang một cái mới được không nhỉ? Gặp nhau ở ngân hàng thì nói như nào? Gặp nhau ở ngân hàng. Tuyệt. Đúng rồi. Xe đó. Chung chưa hả? Bạn viết rất là đúng này. Gặp nhau ở ngân hàng thì sẽ là yến kháng, tuệ yến kháng sẽ đứng ở đây đúng không? Yến kháng chiên, tuệ yến kháng chiên. Thế bây giờ bảo gặp nhau ở bưu điện là gì nhỉ? Gặp nhau ở bưu điện sẽ là tuệ yếu chứ hả? Yếu chứ chiên, tuệ yếu chứ chiên hả? Thế thì gặp nhau ở Bắc Kinh là gì nhỉ? Gặp nhau ở Bắc Kinh là tuệ Bể chinh chiên hả? Bể chinh chiên, tuệ đã hả? Rồi, rất là tuyệt vời ha. Tiếp bài số 4 là bài Xin thiên xin chi chỉ hôm nay là thứ mấy? Đầu tiên mình có từ xin thiên hả? Xin thiên. Ok, xin thiên là hôm nay đúng không? Xin thiên từ xin này là âm Hán Việt là kim đúng không? Từ cổ chí kim từ trước tới nay. Xin thiên hôm nay. Xin chi hả? Xin chi. Xin chi là tuần đúng không? Bản chất từ này nó là tuần và chỉ là ngày thứ mấy trong tuần đúng không? Xin chi chỉ đấy sẽ là ngày thứ mấy trong tuần thì tức là thứ mấy đúng không? Hôm nay là thứ mấy? Thì bạn ấy trả lời là xin thiên xin chi er xin thiên xin chi er hôm nay là thứ mấy nhỉ? Dịch ra tiếng Việt là thứ mấy các bạn? Xin chi er là thứ mấy nhỉ? Tuệ xin chi er là thứ ba đúng không? Tiếng Việt là thứ ba bởi vì ngày thứ hai trong tuần chính là thứ ba. Họ xin chi ở thứ ba họ
你去哪儿？你去哪儿？啊，这个没了儿化正音中，啊，我乐哈。你去哪儿？bạn bạn đi đâu？啊，那个变 ở đâu 哈？你去哪儿？我去天安门。你去不去？我去天安门。你去不去？啊，得đi thiên an môn，得đi thiên an môn。bạn có đi không？啊，mình có thiên an门đúng không？天安门là thiên an môn 哈。你去不去？啊，bạn có đi không？À, câu hỏi này trong tiếng Trung nó là câu hỏi chính phản đúng không? Động từ chính của nó là động từ chuy, à, động từ chuy và phản đúng không? Ngược lại là bú chuy, không đi. À, thì gộp nó lại với nhau, chuy, bú chuy, à, nó bằng với chuy ma, đi không? À, bạn đi không? Tức là bạn có đi hay không đúng không? Đi hay không? À, nì chuy ma, bạn có đi không? Bú chuy,我回学校啊，我回学校，không đi，tớ về trường. Ở đây mình có thấy từ回đúng không? Có hai hình vuông con chui vào trong hình vuông mẹ đúng không? Là trở về. À, cùng là hai hình, hơi giống hình vuông đúng không? Cùng là hai hình, hơi giống hình vuông nhưng mà ở bên ngoài nó là bộ vi và bộ vi là vây quanh, còn ở trong nó là bộ khẩu đúng không? Bộ khẩu và là cái miệng. À,回. À, tiếp. À,再见哈，再见. À, rồi tạm biệt, tạm biệt. Và mình có từ trai, à, từ trai là làm cái gì đấy lại đúng không, gặp lại đúng không, hẹn gặp lại, à, trai chiên là sẽ gặp lại đúng không. Đó là bài 4.1 của chúng mình. Tiếp theo bài 4.2 chỉ có mỗi hai câu đúng không, hai câu khẩu ngữ thông thường là tuê bù chỉ hả, tuê bù chỉ, xin lỗi và mấy quan chỉ, không sao đâu, à, mấy quan chỉ. Đây hả, na lão sư xua tuê bù chỉ, na nỉ mân xua sở mà, à, cô nói là tuê bù chỉ thì các bạn sẽ nói là gì nhỉ? Ờ, mấy quan chị hả? Tuê bù chỉ, mấy quan chị. Tuê bù chỉ, mấy quan chị hả? Xin lỗi, không sao đâu. À, mở rộng một chút ha. Mở rộng một chút mình có từ tuê hả? Tuê là đối với ai đó. Đối với ai đó, ví dụ như là mà tuê của hấn hảo. Ừ, và đằng sau sẽ là đối với ai đó thì mình dẫn ra cái người này đúng không? Tuê của hấn hảo. Mama tuê của hấn hảo. Mẹ đối với tôi rất tốt. À, thì bây giờ cô hỏi là lão sư hả? Lão sư tuê ní hảo mà? Lão sư tuê ní hảo mà? Cô đối với các bạn có tốt không nhỉ? À, cô với các bạn có tốt không? Có tốt với các bạn không? À, hẳn hảo sư bảo hả? Lão sư tuê wǒ hǎn hǎo. À, lão sư tuê wǒ hǎn hǎo. À, đấy, đó là bài 4.2. À, tiếp theo là bài 5 ha. Bài 5 đây là chư sư wǎng lão sư. Đây là thầy giáo Vương, à, chứ sư Wang lão sư. À, câu đầu tiên ha. Chứ sư Wang lão sư, à, chứ sư wǒ bà bà. Chứ sư Wang lão sư, chứ sư wǒ bà bà. À, mình có cấu trúc là à, chứ sư, à, đây là đúng không? Đấy, bạn ngồi giữa không, bạn giới thiệu đúng không? Chứ sư Wang lão sư, đây là thầy giáo Vương. Chứ sư wǒ bà bà, đây là bố của tôi. Ở đây mình thấy có của ba bà, à, của ba bà, à, tôi trước xong rồi đến bố đúng không, của ba bà, à, bố tôi hả, à, của tôi. À, thì thỉnh thoảng mình vẫn thấy từ tơ đúng không, nhưng mà những cái như là à, ba bà, ma mà, cơ cơ, đi đi, à, mê mẹ, chị chị. Đấy, những cái người rất là thân thuộc thì mình không cần từ tơ nữa ha, mình là à, của ba bà, của ma mà, của cơ cơ. Hả, rồi mình chỉ suy hả, chúng mình tiếp tục ha. Rồi, Wang lão sư, nín hảo. Thầy Vương, chào thầy. Đúng không? Ở đây mình có từ nín. À, khi mà mình chào những người mình tôn trọng như là bố mẹ này, thầy cô giáo này, cấp trên, khách hàng, đúng không? Người lớn tuổi hơn mình thì mình sẽ dùng từ nín đúng không? Từ nín khác với từ nỉ là nó có bộ tâm ở dưới đúng không? Nó có bộ tâm ở dưới để thể hiện sự kính trọng hả? À, nín hảo, chào thầy. Nín hảo, à, chào anh, à, chào ông, dạ. À, chỉnh chin, chỉnh chua, chỉnh hơ chá, à, chỉnh ha, à, mời ha, chỉnh chin, mời vào, chỉnh chua, à, mời ngồi, chỉnh, chỉnh, chỉnh hơ chá, à, mời uống trà. À, xie xie, cảm ơn, bù khơ chỉ, à, đừng, đừng khách sáo đúng không? Khi lão sư说 xie xie, thì mình nên说什么? Thì các bạn nói gì nhỉ? À, bù khơ chỉ, ha. Xie xie, bù khơ chỉ. Xie xie, bù khơ chỉ, ha. Tiếp ha.
Công chua mắng mà, à, công chua mắng mà, à, công việc có bận không? Công việc có bận không hả? À, bố thai mắng, không bận lắm. Sân thí hảo mà, sân thí hảo mà, à, sức khỏe có tốt không? Hẳn hảo. Hảo, nà nì mên sân thí hảo mà, đại gia? Nì mên sân thí, à, nì sân thí hảo mà? À, hẳn hảo, sư bà. À, wǒ shēn tǐ hǎn hǎo. À, đó là từ bài 1 đến bài 5. Bài 1 đến bài 5 là nội dung chính của phần 1. Tiếp theo là từ bài 6 đến bài 8 là nội dung phần bổ sung thêm, nâng cao thêm. Để sau phần 1, đúng không? Thì mình đã có thể giới thiệu qua về bản thân mình rồi. Đấy. Thì bài 6 của chúng ta có tên là Nà của Rấn. Hả? Nà của Rấn. Người nước nào? Nà này là nào? Quốc là nước ha? Người nước nào? Khó, nà của Rấn. Bây giờ để trong bài văn này có xuất hiện một bạn tên là bạn. Bạn Lina, à, thì chúng mình xem người ta giới thiệu về bạn Lina như thế nào nhé. Họ. Lina是法国留学生. Lina是法国留学生. Thà学习汉语. À, bây giờ cô sẽ đọc lại từng câu ha. Lina是法国留学生. À, Lina là người. À, đây phải là người đúng không? Đây là ở đây mình có cụm là mình có từ là liếu xuế sân hả? Liếu xuế sân. À, liếu xuế ở đây là du học và liếu xuế sân là du học sinh. Đấy, thì du học sinh đứng đằng sau và quốc tịch đứng đằng trước đúng không? Phả của liếu xuế sân, du học sinh Pháp. Tha xuế xí Hàn ngữ, cô ấy học tiếng Trung. A Minh sư Thái Quốc liếu xuế sân. À, bạn Minh này thì là lưu học sinh nước nào nhỉ? À, Thailand đúng không? À, bạn Minh là lưu học sinh đã, à, Thái Lan. Tha dễ xuế xí Hàn ngữ. À, đây mình có từ dễ đúng không? Từ dễ này chính là cái phần sau của từ tha đúng không? Nghĩa là cũng tha dễ xuế xí Hàn ngữ. À, bạn ấy, anh ấy cũng học tiếng Trung. Tham em y chỉ sang khưa. Ở đây mình có từ y chỉ hả? Y chỉ là cùng nhau làm cái gì đó thì nó sẽ đứng trước động từ y chỉ và cộng với động từ đằng sau. À, ở đây mình có từ sang khưa hả? Sang khưa là đi học, là lên lớp. Tham em y chỉ sang khưa. Hai người họ đúng không? Bọn họ cùng cùng đi học này. Y chỉ số hai ngữ. À, số là nói đúng không? Ừ, đúng không? Họ cùng đi học, cùng nói tiếng Trung. Đấy, họ. Vậy thì Lina, à, Lina是哪国人? Đúng không? Bạn ấy là người Pháp. Na A Minh nó, A Minh sư nả của rến. A Minh sư nả của rến. À, đây, A Minh sư Thái của rến. À, A Minh sư Thái của rến. Bạn ấy là người Thái Lan. Rồi, tiếp theo bài 7 ha. Rồi bài 7 tên là gia đình của tớ gia đình. Rồi thì mình cùng xem bạn ấy sẽ giới thiệu về nhà của bạn ấy như thế nào ha. Giới thiệu như thế nào? Đó. Đầu tiên là bạn giới thiệu tên đúng không? À, vẫn là bạn Lina nhỉ. Lina,我是法国留学生. À, mình tên là Lina, mình là lưu học sinh Pháp. À, đúng là bạn Lina trên đúng không? Vẫn là bạn này. Họ. 我家有四口人, ba ba, mama, ge ge和我. À, 我家, nhà tớ, 我家有四口人, hả? 四口人. 有四口人, ở đây mình có từ khẩu. À, đây mình có từ khẩu, cô quay vào từ khẩu đúng không? Khẩu ở đây là trong từ nhân khẩu đúng không? Trong tiếng Trung có một khái niệm là lượng từ. Thực ra tiếng Việt cũng có, ví dụ đây là một cái bút, thì từ cái này chính là lượng từ. À, đây từ khẩu đây cũng là lượng từ. À, đúng không? Nhà tớ có bốn miệng ăn đúng không? Nhà tớ có bốn miệng ăn đấy, khẩu trong nhân khẩu ấy. À, thì đây mình sẽ dịch là nhà tớ có bốn người này, xong bắt đầu bạn liệt kê ra ba bà ma mà cưa cửa khứa của bố mẹ này, anh và tớ. Họ cho bạn giới thiệu nghề nghiệp của từng người đúng không? Của ba bà sư trí yến. À, bố của tớ là nhân viên. À, nhân viên nói chung mình sẽ dùng từ trí yến hả? Trí yến, nhân viên. Của ba bà sư trí yến, mama sư lão sư. À, mẹ cũng giống như cô Thảo là giáo viên đúng không? Mama sư lão sư. À, mẹ là giáo viên.
哥哥和我都是大学生。啊，đây mình có từ đâu hả? Đâu thành một đâu là đều đều đúng không? Và đâu sư là đều là. Mình có từ đa xuyên sinh. À, ở trên mình có từ liều xuyên sinh là du học sinh. Còn ở đây đa xuyên sinh là đúng không? Học sinh đại học đúng không? Xuyên sinh là học sinh và đa xuyên là đại học. Đa xuyên sinh sẽ là sinh viên. Họ, cơ cơ hứa của đâu sư đa xuyên sinh. Đấy, anh trai tớ và tớ thì đều là sinh viên. Đấy, đó là cách bạn giới thiệu về gia đình đúng không? Tên này, rồi là bạn là người nước nào này, nhà bạn có mấy người này, liệt kê ra. Thế theo bố tớ làm gì, mẹ tớ làm gì, anh tớ tớ làm gì này. Đúng không? Đó là bài của tớ gia thiếu. Rồi. Vui quá, thế là các bạn đã có rất nhiều công cụ, đã có rất nhiều từ ngữ để giới thiệu bản thân mình đúng không? Rồi, tiếp bài cuối cùng là bài tự我介绍. Tự我介绍. À, đúng không? Tự我là tự mình đúng không? Giới thiệu là giới thiệu bản thân đúng không? Rồi, giới thiệu bản thân thì chúng mình cùng xem là cái bạn này bạn giới thiệu như nào nhá. À, bài này buổi trước mình đã học với cô Thảo rồi đúng không? Và hôm nay chúng mình sẽ cùng ôn lại. À, đầu tiên bạn chào đúng không? Ni hao, hả? Ni hao. Wo shi Xiao Ying, lai zi Henei. Wo jin nian 19 sui. Wo jia you wu kou ren, ba ba, ma ma, di di, mei mei he wo. Wo de ai hao shi kan shu. 看电影、唱歌、交朋友，我很喜欢中国文化。咋回事呢？哈，我很喜欢中国文化，也喜欢中国字，所以来中国留学是我最大的梦想。很高兴认识你们。Đấy, đó là bài giới thiệu bản thân đúng không? Bạn giới thiệu rất là đầy đủ rồi. Thì chúng mình sẽ cùng xem có những nội dung gì nhé. Đầu tiên là Nǐ hǎo, xin chào. Wǒ shì Xiǎo Ying. À, bạn giới thiệu tên đúng không? Tớ là Tiểu Anh. Lái zì Hěnèi. À, tới từ Hà Nội đúng không? Hà lái zì là tới từ và Hěnèi là Hà Nội. Hǎo. Nà nǐ mèn lái zì nǎ lǐ? Lái zì nǎ lǐ? À, từ nǎ lǐ cũng bằng với từ nǎ. Nhưng mà đằng trước mình đang nói một từ hai âm tiết đúng không? Lái zì. Thì đằng sau mình cũng nói hai âm tiết. Nghe cho nó trôi chảy. Cho nó hay đúng không? Lái zì nǎ lǐ? Nǐ lái zì nǎ lǐ? Các bạn tới từ đâu nhỉ? À, có bạn thì sẽ lái zì Hěnèi đúng không? Tới từ Hà Nội này, lái zì Ninh Hiếng này chẳng hạn, tới từ Ninh Bình này, hoặc là lái zì Hồ Chí Minh Thị. À, Hồ Chí Minh Thị là thành phố Hồ Chí Minh. À, 我今年19岁, 我今年19岁. À, mình thêm tuổi của mình ở giữa đúng không? À, ví dụ lão sư jìn niān sān shí suì, à, cô này 30 tuổi chẳng hạn. 我今年19岁, bạn Xiao Yin này bạn ấy 19 tuổi đúng không? Đó. À, giống như đoạn trên giới thiệu gia đình đúng không? 我家有5口人, nhà tớ có 5 người. Ba ba, ma ma, đi đi, mẹ mẹ, của có bố này, mẹ này, em trai, em gái và tớ. 我的爱好, à, đây mình có từ ai hao, à, ai hao là sở thích. À, 我的爱好, à, 我的, của tớ đúng không? 我的爱好, à, 我的爱好是, à, sở thích của tớ là. À, chúng mình xem là gì nhá. Khan su hả? Khan su, đọc sách. Khan, khan điện ảnh. À, khan điện ảnh. À, điện ảnh ở đây là phim ngắn đúng không? Phim phim chiếu rạp ấy. À, không phải là phim bộ ha. Chang gơ hả? Chang gơ, đọc à, hát đúng không? Hát. À, giao giao bạn hữu, kết kết bạn. Hả? Wo de ai hao shi kan shu, kan dian ying, chang ge, jiao peng you. À, sở thích của tớ là đọc sách này, xem phim, hát, kết bạn. À, toàn là sở thích hay đúng không? Đó. 我很喜欢 Trung Quốc văn hóa. Mình rất thích Trung à, văn hóa Trung Quốc. À, mình có từ xỉa hóa là thích và rất thích là hấn hấn xỉa hóa đúng không? Ở trên mình có từ hấn khảo hấn mã đúng không? Thì ở đây mình có từ xỉa hóa là động từ đúng không? Từ hấn này nó là phó từ và phó từ đứng trước động từ là tính từ ha. Hấn xỉa hóa Trung Quốc văn hóa. À, đây mình có cụm đúng không? Trung Quốc văn hóa thì văn hóa là danh từ chính này, danh từ chính để đằng sau, còn những cái gì bổ sung nghĩa cho danh từ chính nó sẽ đứng ở phía trước đúng không? Đúng không? Văn hóa Trung Quốc là Trung Quốc văn hóa. Thế thì bây giờ hỏi các bạn là văn hóa Việt Nam là gì nhỉ? Văn hóa Việt Nam thì mình sẽ nói như nào? À, mình biết từ Việt Nam là Duyên Nam rồi đúng không? Hỏi Duyên Nam. Vậy thì văn hóa Việt Nam sẽ là gì nhỉ? Thế thì cô chưa nghĩ ra nhỉ? Thế thì các bạn thử comment xem nào, cho cô biết xem nào. Thì cô ngồi nghĩ ha, còn các bạn comment đi xem có đúng không ha.
À, đúng rồi, cụ thể các bạn comment đúng rồi ha. Đúng rồi, nếu mà Trung Quốc文化là văn hóa Trung Quốc thì văn hóa Việt Nam sẽ phải là, đúng không, mình B vào đây đúng không? Việt Nam hả? Việt Nam văn hóa. À, Việt Nam văn hóa. Đúng không? Nhiều khi sau này mình sẽ học lên trên cao ấy thì có rất là nhiều ngữ pháp, và ngữ pháp nó sẽ có công thức. Thì mình không nhớ công thức mà mình chỉ nhớ ví dụ đúng không? Xong những cái tương tự thì mình B vào thôi đúng không? Hả? Trung Quốc văn hóa. À, Trung Quốc văn hóa. À, tôi rất thích văn hóa Trung Quốc. Dễ hiểu hỏi Trung Quốc chữ à, từ dễ trên mình là biết rồi là cũng đúng không, dễ hiểu hỏi Trung Quốc chữ cũng thích, cũng thích chữ Trung Quốc hả,所以来中国留学是我最大的梦想啊，所以啦cho nên hả, cho nên来中国留学tới Trung Quốc du học đúng không, à từ lái trên mình biết rồi này, từ留学mình cũng biết rồi là du học đúng không,来中国留学tới Trung Quốc du học, đến Trung Quốc du học是我最大的梦想啊，đây mình có từ梦想đúng không,梦là gì nhỉ, là mơ mộng đúng không,想là muốn này đúng không, thế梦想sẽ là mơ ước à, mơ ước, mơ ước này, và có từ最大hả, mình có từ最ở đây là nhất à, thế thì ta là gì nhỉ, lớn đúng không, thế lớn nhất là à,最大đúng không, chơi ta đúng không? Ai học tiếng Trung ấy thì mơ ước lớn nhất cũng là được đến Trung Quốc. Đấy, có người thì đến du du lịch này, có người thì đến du học đúng không? Đều là rất được muốn đi Trung Quốc. Họ chơi ta đúng không? Chơi ta thì tốt nhất sẽ là gì nhỉ? Tốt nhất là hả, chơi khảo đúng không? Hả, chơi khảo. Đấy, à, đây là bạn tốt nhất của tớ là à, chơi đúng không? À, chưa sư của chơi khảo tớ thằng à, thì của bạn ấy là chơi ta là mong xạo đúng không, mơ ước lớn nhất đó, cho nên đến Trung Quốc du học là mơ ước lớn nhất của tớ, và chốt lại bằng câu là gì nhỉ, hẳn hẳn cao siêu dân sự nị mệnh, hẳn cao siêu dân sự nị mệnh, mình có từ cao siêu hả, cao siêu là à, vui mừng phấn khởi đấy, hả, cao siêu dân sự à, dân sự là quen biết à, rất vui được được làm quen với các bạn. Đó, thì đó là toàn bộ nội dung của phần 1 à, cái trình cơ bản 1 của chúng mình. Đấy, thì chúng mình đã thấy là tuy mới học được ít buổi thôi, 12 buổi, nhưng mà đã có rất nhiều kiến thức đúng không? Và đặc biệt là chúng mình đã biết giới thiệu bản thân của chúng mình rồi, các bạn thấy có tuyệt vời không? Đúng không? Rất là tuyệt vời. Bởi vì nhiều kiến thức như vậy thì chúng mình chắc chắn là phải ôn lại đúng không? Thì chúng mình phải có cái cách nào đó nhỉ để mình ôn lại cho nó nhớ đúng không? Không kiến thức nó bị rơi vãi hết thì phí đúng không? Vậy thì các bạn có muốn biết cách để chúng mình sẽ nhớ được toàn bộ những cái kiến thức này không? Các bạn có muốn cô Thảo bày cho các bạn một cái tips không? À, một cái bí quyết không? Nếu các bạn muốn thì các bạn comment chữ của và giúp cô nào. Nào các bạn comment chữ của và giúp cô ha, để cô có nhiều động lực, để cô có nhiều năng lượng, để cô có chia sẻ cho các bạn một phương pháp để giúp các bạn nhớ được trọn vẹn những cái thứ mà các bạn đã học nào. Đúng không? Nào, tuyệt vời quá. À, bắt đầu cô đã thấy rất nhiều từ của rồi đúng không? À, rất nhiều từ của chứng tỏ là các bạn rất là có mong muốn học. Ai mà chả muốn có phương pháp dễ dàng đúng không? Đấy, như là mình đi trên đường đúng không, mình muốn tới đích thì mình phải có xe đúng không, mình đi bộ thì đằng nào mà đến đích, lúc người ta đến đích người ta đi đích khác rồi, mình vẫn còn lọc cọc đi bộ đúng không, đấy thì cái phương pháp đúng đắn, phương pháp mà càng đúng thì giống như kiểu mình có một cái động cơ càng xịn đúng không, đấy ví dụ mình có phương pháp đúng thì mình đang đi đi Mac thì đi Audi đúng không, còn ông nào mà cứ học cặm cụi thì ông ấy giống như là đi bộ đúng không. Đấy, thì các bạn có muốn cô cung cấp cho các bạn phương pháp này hay công cụ thật là tuyệt vời đâu để các bạn có thể đi đến đích được nhanh được xa không? Rồi rất nhiều các bạn comment gủa đúng không? Rồi chúng ta rất là muốn biết. Vậy thì bây giờ cô sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp để giúp các bạn có thể nắm được trọn vẹn sau khi chúng mình đã học được rất nhiều, là bây giờ chúng mình chốt vào ha. Giống như mình đi học với tâm thế của chai nước rỗng, đúng ly nước rỗng, chai nước rỗng, mình học được rất nhiều nước, rất nhiều, bây giờ mình lấy cái nắp để mình chốt lại để cho kiến thức đấy là của mình đúng không. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng xem phương pháp của ngày hôm nay là gì ha. Hả, ta à, thì đây cô đã mở ra thì đây chính là cái phần mà cái phương pháp, cái bí kíp hôm nay cô muốn chia sẻ với cả nhà à, thì đây chính là gì nhỉ, đây chính là mind map hả? Thì theo Tony Vision, ông tổ của phương pháp học mind map, thì không có những hoạt động ôn luyện hiệu quả đúng không? Mình học xong rồi, học là một chuyện đúng không? Mình đã rất chăm chỉ học thì mình vẫn phải ôn luyện đúng không? Đấy. Không có những hoạt động ôn luyện hiệu quả thì sẽ khiến não bộ nhanh chóng quên đi và gần như là kiến thức sẽ gần như biến mất hoàn toàn theo thời gian. Thế như ngày xưa mình đi học đúng không? Mình học xong rồi nhưng mình học xong mình cứ không ôn lại, nó sẽ bị quên, nếu khi nhìn thấy một cái gì mình cứ
sao lại quen quen, rõ ràng học rồi sao không nhớ, bởi vì mình không ôn lại, mình không ôn lại thì nó không đọng lại nên mình không nhớ được. Đấy, thì bây giờ sau khi mình học đấy, sau những phần vừa rồi, bài vừa rồi, mình sẽ có một số các từ và nó theo, nó hầu như là sẽ theo chủ đề đúng không? Học ngoại ngữ thì thường từ sẽ nó sẽ theo chủ đề. Đấy, thì bây giờ mình có thể dùng cái mind map này đúng không? Đầu tiên là cái chủ đề lớn đúng không? Đấy, sau đó là những cái nhánh lớn đấy, thì mình sẽ đây làm những cái cành thật lớn, rồi từ những cái nhánh lớn này thì mình sẽ có những nội dung nhỏ hơn, bắt đầu lúc này sẽ là các từ đúng không? Đấy, ví dụ như là ví dụ nội dung về学校chẳng hạn đúng không? Nội dung về学校, nhánh学校thì mình có gì nhỉ? Mình có lão sư đúng không? Mình có学生, mình có đại学生đúng không? Mình có留学生đúng không?留学生này, rồi mình có留学đúng không? Đúng không? Rồi trong đó mình còn có xuế xí nữa đúng không? Mình có thể phân theo loại từ đúng không? Xuế xí là động từ chẳng hạn đúng không? Và trong xuế xí mình lại có nhánh nhỏ nữa. Thì mình có xuế xí gì nhỉ? Mình có xuế xí yên ngữ đúng không? Mình có xuế xí hay ở sầm à? Còn còn cái gì nữa nhỉ? Xuế xí mình còn có cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Ngoài xuế xí yên ngữ ra mình còn có xuế xí tuệ Hàn ngữ này. Hay là tiếng Việt là gì nhỉ? À, tuệ Việt Nam ngữ, tuệ bà, tuệ, của mình có. À, yên ngữ này, xuế yên ngữ này, xuế Hàn ngữ này, xuế Việt Nam ngữ này, à, xuế日语đúng không? Xuế Pháp ngữ đấy. Thế từ một từ xuế xí mình có thể ra rất nhiều. Thế sau khi mà mình đã vẽ mind map ra như này rồi, đấy nó thành một cái hệ thống rất là rõ ràng như này rồi. Đấy, có khi người ngoài nhìn vào không hiểu thấy rất là rối rắm, nhưng mình là người viết ra thì trong quá trình viết là mình đã ôn lại và mình đã sắp xếp đúng không? Thì tất cả những cái từ này nó đã vào từng ngăn của não, nó rất là sắp xếp, rất là cụ thể và hệ thống rồi. Đó, rồi sau khi mình vẽ xong mind map này, mình lại cầm cái mind map của mình để mình thuyết trình đúng không? Rồi mình đã ôn lại. Mình đầu tiên khi mình vẽ này là mình là có khi trước khi làm là mình đã phải ngồi tra đúng không? Mình ngồi tra rồi mình sắp xếp lại rồi, đấy là một cách học rất là chỉn chu và cẩn thận này. Xong sau khi có được một cái mind map như này, chúng mình lại cầm cái mind map, dơ mind map lên, mình lại luyện nói. Tụi trong từ xuế xí thì có xuế xí Hàn ngữ, thì mình lại nói theo câu đúng không? Mình nói câu là của xuế xí Hàn ngữ đúng không? Rồi mình phát triển câu nó lên là của chinh thiên xuế xuế Hàn ngữ đúng không? Cái câu nó có lớn dần lên từ những cái từ vựng mà mình đã chép ra, mình đã làm mind map, thì mình sẽ nói thành các câu đúng không? Thế chủ đề nào mình cũng thể nói được đúng không? Đấy, thì rất là tuyệt vời, vì mình não mình, bởi vì khi mà mình quên, bởi vì mình lộn xộn, mình không sắp xếp nên não nó sẽ dễ bị quên. Khi cái mới vào là cái cũ nó sẽ quên đi, thì bây giờ mình đã sắp xếp thành từng ngăn rất là cụ thể đúng không? Từ vựng chủ đề này là có những cái từ nào này, và mình nói được những câu như thế. Và đây nó còn có những cái icon đúng không? Khi mình vẽ mình thêm có những icon vào đúng không, để nó dễ kết nối. Đấy, thì khi mà mình học bằng cách này thì mình sẽ nhớ rất là sâu, nhớ nhớ lâu và nhớ sâu. Đấy, nó chính là cái nắp chai để nó vặn giữ hết kiến thức của mình ở trong cái chai này đúng không? Đấy, thì đó là một phương pháp rất là tuyệt vời mà ở trong Hikado thì các bạn học viên cũng mỗi lần mà cứ hết một 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 set như này này, đây hết một phần như này gọi là một set, thì các bạn này cũng được vẽ mind map đấy, và hiệu quả rất là tốt, thì đã có rất nhiều feedback cảm ơn các thầy cô này. Đấy, thì đó là một điều rất tuyệt vời, nó tạo cảm hứng cho các thầy cô rất là nhiều. Đó, bởi vì thực ra các bạn cũng biết là khi mà mình làm cái gì đó thì cái giá trị vật chất nó là một, như cái giá trị tinh thần nó có thể là 10 thôi. À, nó có thể là 10 cơ ha. À, giống như khi mà cô dạy xong 2 buổi vừa rồi thì các bạn feedback về, các bạn khen là cô dạy hay này, rồi là cô xinh. Nhưng mà cô xinh thì cô dạy hay thì vui 5, nhưng mà cô xinh thì vui 10. Đấy, nên là sau buổi hôm nay ví dụ khen một câu dạy hay thì khen 2 câu xinh ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, thì vừa nãy cô nói nhiều rồi, bây giờ để cho các bạn chơi ha. Và họ nó thì mình chuẩn bị khảo là mà các bạn sẵn sàng chưa, các bạn sẵn sàng chưa, các bạn ơi, các bạn sẵn sàng thì các bạn comment 2 chữ sẵn sàng giúp cô nào, thì chúng mình bắt đầu chơi ha. Đây, bây giờ ở Hikado các thầy cô toàn chơi bằng những cái cốc dài từ bố đúng không? Tại vì một buổi học này mình cần rất là nhiều năng lượng, nên không chỉ là cái cốc như này đâu, toàn là những cái cốc. Nhiều khi học sinh thì hỏi là cô ơi, cô uống bình hoa hay là gì? Hả, thì mình chuẩn bị hỏi là chưa bà? À, cả nhà đều sẵn sàng đúng không? Vậy thì chúng mình bắt đầu ha. Rồi, ở đây cô có một số từ và chúng mình hãy sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Đấy, vậy trong 10 giây này các bạn hãy comment xuống dưới câu hoàn chỉnh của các bạn ha. Nếu như buổi trước thì cô đã gửi cho các bạn bộ gõ tiếng Trung rồi đúng không? Bộ gõ tiếng Trung, đấy khi mà mình gõ bằng tiếng Trung thì mình có thấy mình chuyên nghiệp, mình xịn sò không? Đấy, đúng không?
Giờ khả năng quan trọng nhất của chúng mình là chúng mình nhớ mặt chữ đúng không? Thì khi mà mình làm việc thì mình chat trên điện thoại này hay là mình đánh chữ trên máy tính này thì mình đều cần nhận diện mặt chữ ha. Rồi. Thế 10 giây của chúng mình bắt đầu. Ừ. 10秒, khai sử hả? Đấy, à, lại. À, vậy thì 10 giây của chúng mình bắt đầu ha. Đó, đó, ta cha, ta ta ăn sớm ăn nào. À, đáp án của các bạn là gì nhỉ? À, cô đã thấy một số bạn có đáp án đúng không? Đúng rồi, đáp án chuẩn này ha. Đáp án chính xác của chúng ta là đây là một câu hỏi đúng không? Đúng không? Mình thấy có từ để hỏi nọ đúng không? Ở đâu đúng không? Nọ đúng không? Mà mình có dạy nọ là ở đâu ha? Nì dạy nọ xuế Hàn ngữ. Nì dạy nọ xuế Hàn ngữ. Bạn học tiếng Trung ở đâu? Nì dạy nọ xuế Hàn ngữ. Bạn học tiếng Trung ở đâu? Rồi, vậy thì chúng mình học tiếng Trung ở đâu nhỉ? Học tiếng Trung ở Hikado đúng không? Thì mình sẽ trả lời là gì nhỉ? 我在, hả? 我在 Hikado 学 汉语. 对, 我在 Hikado 学汉语. 好的. 好, tiếp câu thứ hai ha. 我们也有10秒. 第二题, 我们也有10秒. Câu thứ hai chúng mình cũng có 10 giây. 好, 那10秒 开始 哈. Lê. Hảo, đáp án chứ sao mà nào, ta cha, đáp án chứ sao mà. Hơ, tuệ là đáp án chứ sư. Wo jia you si kou ren. Tuệ, wo jia you si kou ren. À, cả nhà chú ý là dấu chấm trong tiếng Trung là dấu chấm tròn hở như này ha. Wo jia you si kou ren. Nhà tớ có, nhà tôi có bốn người hả? Wo jia you si kou ren. Hảo, tuệ là đáp án chứ sao mà nào, ta cha. Hảo. 第三题, ha, 第三题, 好, 我们有工作, 你吗? 忙, 好, 那, 10秒开始, ha, 我再给chúng ta bắt đầu, ha. 好, 那答案是什么呢? 好, 答案của các bạn là gì nhỉ? 哦, 对了, ha. 啊, 正确的答案, 答案đúng của chúng ta là... 你工作忙吗? 对,你工作忙吗? Công việc của bạn có bận không? 好,你工作忙吗? Lê. 好,最后一个哈, câu cuối cùng ha. 我们有我取钱哈, 去银行. 好,10秒开始哈, 我们先拜拜. 时间到了哈, thời gian kết thúc rồi. Vậy đáp án của chúng mình là đơn. 我去银行取钱. 对, 我去银行取钱. Tôi đi ngân hàng rút tiền. À, đây. À, thì đó chính là toàn bộ nội dung của bài học hôm nay. Vậy thì sau bài học hôm nay, à, vẫn như thường lệ đúng không? Chúng mình sẽ comment đầu tiên là ba điều mà bạn học được hoặc là ấn tượng nhất trong buổi học ngày hôm nay. Bởi vì là khi mà mình học xong mà mình cứ để trôi tuồn tuột thì mọi thứ nó sẽ cứ trôi đúng không? Nước chảy bèo trôi đúng không? Bây giờ mình sẽ chốt nó lại bằng 3 điều bạn học được. Hôm nay bạn học được điều gì này? Và bạn ấn tượng nhất với điều gì? Đấy, thì các bạn sẽ có 10 giây để comment điều này ha. 3 điều học được này hoặc là ấn tượng nhất trong buổi học hôm nay của chúng mình là gì? Ha. 9, 9, 8, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hảo, đấy, xin chào đại gia, xin chào đại gia, cảm ơn các bạn rất nhiều. À, đấy, mỗi ngày đều là một ngày vui đúng không? Mỗi ngày chúng ta lại, ngày hôm nay chúng mình lại tiến bộ hơn ngày hôm qua, thì đó chính là điều tuyệt vời nhất rồi đúng không? Đấy, cứ mỗi ngày mình chỉ cần học được một điều thôi,
đúng không? Mình học được một điều và mình áp dụng, hoặc là mình học rất nhiều nhưng mình chỉ cần có một điều mình áp dụng, và áp dụng ngay thôi, và mình áp dụng kiên trì thì chắc chắn mình sẽ thành công, đúng không? Thì các bạn hãy comment giúp cô một điều mà các bạn sẽ áp dụng ngay để học tiếng Trung, đúng không? Ngày nào có thầy cô cũng chia sẻ các phương pháp này đấy, thì có điều gì mà các bạn thấy hay, các bạn áp dụng được ngay thì đó là một điều rất tuyệt vời với cả thầy cô và các bạn, đúng không? Vì mình khi mà mình có giá trị thì các thầy cô thấy là mình có giá trị, mình giúp được các bạn thì các thầy cô cũng thấy rất là hạnh phúc. Rồi, thì một điều các bạn sẽ áp dụng để học giỏi tiếng Trung ngay tại nhà là điều gì nhỉ? Hả, đây của mình nhiều 10 秒 ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hả, đấy, xin chào đại gia ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hả, và cuối cùng là có điều gì mà Hikaru cần cải thiện để giúp cho các bạn học tập dễ dàng hơn không nhỉ? Thì các bạn hãy comment giúp cô ha, điều gì các bạn muốn Hikaru cải thiện đấy, thì các bạn cũng giúp cô comment điều này ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, bạn rất tuyệt vời. Hả, lê rồi hả, mình chi suy hả, hãy ý kiến điểm, còn một chút xíu nữa đó là phần bài tập về nhà, thì các bạn hãy vào trong nhóm để nhận bài tập về nhà của buổi ngày hôm nay nhé. Rồi, và deadline là trong vòng 24 giờ sau khi xem xong video này. Rồi, nếu bạn nào mà chưa nhận được các chưa chưa biết cách mà nhận các file video thì các bạn hãy click vào đường link bên dưới phần mô tả để vào nhóm học tập để nhận hỗ trợ ha. Đó, trong đó mình sẽ có file nghe này, mình sẽ có bài tập về nhà. Và các bạn để muốn xem lại những clip dạy của các thầy cô thì các bạn hãy vào kênh YouTube là Hikaru Channel và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận những thông báo khi có bài học mới ha. Rồi. Và nội dung buổi học tiếp theo của chúng mình sẽ là bài khóa, rồi mình bước vào phần 2 và bài tiếp theo của mình sẽ là 我学习汉语, tôi học tiếng Trung. Đó, đây. Đó chính là nội dung của bài học tiếp theo. Đó. Và giờ vàng đã điểm, chúng mình yao shuo zaijian la ha. Hao zaijian, xie xie da jia ha. Jin tian xie xie da jia ha. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cô trong buổi học ngày hôm nay. Và tạm biệt và hẹn gặp lại. Zaijian ha, zaijian, bye bye. Xie xie ha, xie xie, bye bye.